về cân lốc nha. Lốc bây giờ là không phải lốc mà lốc gió đó, lốc là lốc lửa, lửa bà đạn quá ngầu luôn nha. Hello, chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân Bộ Việt nha. Và trong clip này mình sẽ chơi cái vị tướng Diêu Không Chim với cái bộ trang phục Dung Nham. Review anh em cái bộ trang phục, xem bộ trang phục này có cái gì đặc biệt không. Ok, thì đặc biệt thì thứ nhất đó là cái ngoại hình Dung Nham rồi. Ngoại hình Dung Nham này thì trông Diêu hết sức là đẹp, đẹp hơn mấy bộ trang phục kia rất nhiều. Nhìn trông rất là hầm hố nha. Như kiểu là bộ trang phục mà làm bơ Dung Nham ý, màu sắc thì nó tương tự như vậy. Đó. Ôi, giờ flash, flash chưa cuối. Rồi, thanh niên, giờ flash hết chiêu, sắp mặt. Tiếp tục, thanh niên nao leo, chiêu cuối, đuổi theo, đánh thường. Tiếp tục. Rồi, tê tái. Tê tái. Tê tái được mạng em ơi. Rất là thơm. Dung Nham, đó là cái thứ phun trào ra từ những ngọn lối nữa. Rất là nóng bọc anh em ơi. Lumber thì trông rất hầm hố rồi. Và Jill cũng hầm hố không kém với cái cái chất Dung Nham, cái bộ trang phục Dung Nham. Ok. Thì cái này thì không có hiệu ứng kỹ năng nhá. Hiệu ứng kỹ năng thì chắc phải dạp trang phục chính thức thì mới có. Còn này thì không, chúng ta không thể xem được cái hiệu ứng kỹ năng được. Đấy. Chỉ xem được cái ngoại hình thôi, cái ngoại hình hầm hố của vị tướng Jill đấy thôi. Ok, ôi thôi mất bộ đỏ rồi. Tiếc quá, phải đấy lỗi của anh em ơi. Mình sẽ ôi từ từ chạy nhanh các bạn ơi. Đứng lại đây, mình có chim đâu mà. Ok. Bé Violet ơi, giờ flash. Ôi thôi, đùa thôi bạn ơi. Rồi bắt nào đi ao vậy. Lao đi ao có mà chạy lên quận đấy. Ok. Rồi thanh niên The Flash. Thanh niên The Flash. Chạy đâu? Ôi chưa cuối, đừng chưa cuối. Đó mình biết ngay mà. Ôi thôi chạy nhanh thật ý. Đúng là The Flash nhanh như một tia chớp. Mình biết ngay thanh niên định chiêu cuối mà định chạy ngược với lại mình là dùng chiêu cuối. Nếu mà nó bắt chiêu cuối là mình không thể gây sát thương đâu. Có khi là bị dồn sát thương mà chết đấy. Mà tưởng hết sức nguy hiểm. Mình chơi rồi mình biết mà. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng à. Không biết vì không biết gì về tướng địch thì hết sức nguy hiểm. Lau đi eo này, lau đi eo này. Tiếc quá không review được cái hiệu ứng kỹ năng em ơi. Chắc là hiệu ứng kỹ năng cũng khá đẹp. Ok. Thôi té. Mình biết rồi, giờ Vlad bây giờ chiêu cuối đã khó trúng người lắm. Gặp những vị tướng có chiêu nhạy bay nhảy thì rất là dễ né được cái chiêu cuối của The Flash. Ủa thành tiền John rất đẹp em ơi. John thế tử nguyệt tộc. Thôi té. Về đi xe này ơi. Ôi tôi chơi luôn nhưng mà té thôi. Ôi chiêu cuối kìa. Không trúng đâu bạn ơi. Ôi tôi cái gì vậy trời ơi. Ôi người anh em ơi. Ôi The Flash nó bay nhảy rất là nhanh. Đây là mod skin anh em. Mà mod skin thì có nhiều bạn chia sẻ cách mod rồi. Chỉ cần chép một cái file vào cái thư mục của trong cái bản test ý, thì anh em sẽ có được xem được cái ngoại hình của bộ trang phục trước thôi. Đấy. Thì ngoại hình thì rất là đẹp rồi anh em nhìn thấy rồi. Và cái vòng xoáy lửa chứ không phải là vòng xoáy lốc gió nữa ở dưới chân Jill. Đó, Jill thì không có bộ phận bên dưới, tức là Jill không chim ấy. Vậy vui là như vậy. Ok. 4 đánh 2 không trồ thì cũng khỏe anh em ạ. Ôi thôi đánh chiều cuối. Một người. Nếu mà gặp những bạn biết đánh The Flash thì hết sức là nguy hiểm nhá. Cái tướng thuộc DC Comics và với cái bộ chiêu thức hết sức là bựa. Đấy. Nó cơ động lắm mình không bắt được. Có chiêu cuối mới tóm cơ. Nó chiêu cuối nên mình chẳng tóm được. Đấy.
thế mới chị khó chịu chứ. Có thể thấy là ngoại hình rất là đẹp luôn trong những bộ trang phục của Jill, kết nhất cái bộ trang phục này đấy. Nếu mà hiệu kỹ năng thêm màu màu vàng vàng như kiểu màu lửa nữa thì ôi trời, tất nhiên là rất là đẹp rồi anh em ơi. Hạn chế của Mod Skill chính là không thể xem được cái hiệu ứng kỹ năng đấy. Cái mod này không biết là bị khóa hay không nha anh em. Mình không biết có bị khóa hay không đấy, không phải là mình chắc chắn là không bị đâu. Thôi nhảy hụt rồi, tiếc quá. Nhưng mà làm một clip anh em thôi, nếu mà bị khóa lag thì cũng đành chịu. Làm clip xong thì bị khóa cũng chẳng sao đâu. Nói chung mình chỉ review thôi. Review xong thì mình lại đánh bình thường mà. Ok. Bởi vì cái trang phục này chỉ mình bản thân mình thấy thôi. Hoặc là mình có thể nhìn thấy các cái trang phục cuối của các đồng binh dùng cái trang phục mà định. Nhưng mà đồng đội của mình không thấy nhá. Đó, chỉ riêng mình thấy thôi. Nên nó chẳng có gì là hay ho quá. Như kiểu là tự sướng mà. Ok, oh man. Cân cả bản đồ chiều cuối. Chết tại, ôi sao lại không chết nhở? Nhưng mà vẫn chết thôi. Mà không chết hai được. Đây thì mà chết hai nhảy ra. Ơi trời, không hiểu luôn. Đúng lúc cái nội tại bão tố ở trên người con Violet nó mất là mình không hồ được chiêu 2. Bó tay. Anh em rõ ràng là nhìn thấy là dính 3 cái nội tại dùng tố thành bão tố rồi. Nhưng mà đánh thường vào không hồ chiêu 2. Là mình văng trúng luôn người. Bộ trang phục của bạn Omen ấy như kiểu là một gọi là một sĩ quan viễn chinh. Viễn chinh như kiểu những bộ trang phục mà anh em xem những cuộc chiến tranh thế giới mà đội quân châu Âu ấy. Đó, mặc phong cách kiểu thế này. Trông hết sức là ngầu luôn. Rồi chơi luôn Butter. Butterfly chết rồi. Chết luôn. Ôi thôi tè. Kinh quá. Violet đứng sau bắn thấm thật. Jill thì mình đã trình bày anh em cái trang bị và cái đánh rất là nhiều rồi. Trong trận này thì chủ yếu là review thôi. Thì tiện nói lại các anh em cái trang bị thì như mọi khi để bên dưới nhá. Đấy. Cái giày thì anh em nên tùy trận đấu. Thứ hai đó là bảng ngọc cho Jill. Đó. Chơi luôn. Lên bảng. Ôi tôi trời. Không chết, combo không chết thì mình chết. Combo hắn không chết thì mình chết. Điền thật. Bằng ngọc cho Jill anh em phải ép như thế này nó mạnh được. Ngọc đỏ anh em phải ép ngọc mà công phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím thì anh em sẽ ép ngọc mà công phép và hút máu phép. Ngọc lục thì mọi người lại ép ngọc tốc đánh và xuyên giáp phép. Ở đây là bằng ngọc Jill xuyên giáp phép rất là lớn nhá. Với cái bảng ngọc xuyên giáp phép này thì mình không phải lên cái món giày phù thủy nữa. Mình có thể lên giày kiên cường hoặc giày hộ vệ tùy trận đấu. Ok ơi, thanh niên hổ báo nhà tóm luôn.
nên mà ấy cái thôi sai rồi hết kỹ năng vào một tướng tìm bạn dồn ra cứ tưởng có một mình ngáo rồi anh em ơi. À, vừa lên bảng điểm số xong lại lên bảng điểm số tiếp cũng là ngáo thật ý. Quá cái đấy hàm mạng quá anh em ơi, sốc luôn chiều cuối. Thế là tìm bạn Butterfly nhảy đến dồn sát thương rồi chết luôn. À, thực sự khi Zilnet game thì rất là mạnh nhưng mà pha đấy là mình đánh ẩu nhá anh em ơi. Đánh ẩu thành ra bị chết. Đấy. Khổ thân. Bởi cái tội ha mạng đây. Rồi cái bạn dùng flash hổ báo quá. Ôi đang ra làm gì chạy Arduin, trời ơi tìm bạn một đống đây. Thôi cấu gì ở ngoài nha anh em, đừng vào, bây giờ vào như vừa nãy thì nguy hiểm lắm. Lại bốc hơi, bây giờ vào là đó, cấu gì được hai cái nội tại đông tố rồi mình vào thành bão tố đánh thì nó mình có phong độ để nhảy về, phải có chiêu nhảy về thì mấy anh em mới nhảy vào nha, xác định mình có nội tại. Ok chết rồi. Con bé The Flash này. Nhưng mà chắc là hồi chiều cuối thôi. Ơi chạy nhanh quá. Mới biết ngay mà. Chạy nè. Gặp Jill có chiều cuối thì cũng không ăn được thua đâu. Rồi bé Violet. Một combo là chết thôi. Nhưng mà chắc là biết. Ôm trụ luôn. Ở late game thì Zio hoàn toàn có thể cân 2 được. Chất tướng rất là mạnh khi anh em kích hoạt được cái nội tại cho báo tố nhá. Dùng rông tố liên tục và nội tại báo tố cộng thêm rất nhiều sát thương phép. Ok, ui. Tấm thật ý. Tiếp tục bắt luôn này. Ui, chết luôn. Quá mạnh. Đúng là late game Zio rất là mạnh em ơi. Rồi nhảy phát chiếu cuối là chết. Ok, như vậy là video clip mình review anh em cái bộ trang phục Zill không chim, bộ trang phục dung nham đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.